với sự tham gia của các diễn viên Devon Sawa, Kelly Grayson, Michael Cero, Bobby Black, Jacob Rosnick, Michael Belisario, Wade Cameron, L.E. Wallace, Jay Quillick, Fredalyn Venezio, và John Lewis. Dựng phim Michael Thomas, quay phim Curtis Peterson, thiết kế phục trang Nina Rosenberg, biên tập Michael Thomas James, Mike Pugh, thiết kế sản xuất James Wise, giám đốc sản xuất Mace Kemp, David Gilberry, Chuck Dorfman, Jonathan Ross, Larry Howard, Paul McGowan, Jonathan Detter, Nicholas Charter, Kershaw, Jeff Bowler, Rep Saxon, đồng sản xuất Devon Sawa, sản xuất bởi Michael Philip Mariello, Daniel Rocknick, biên tập Chuck Hussmeyer, đạo diễn York Alex Shackleton. Thị trấn Horse Cave. Anh đã nghe tin thị trưởng Roger sắp tăng mức phạt kỳ này chưa? Hắn đã là thị trưởng đâu. Anh có ổn không? Tại sao lại không chứ? Kathy bảo tối qua anh lại ghé quán bar. Để tôi nói cho anh nghe, tôi không thích bị người ta theo dõi đâu, hiểu chứ? Tôi pha cà phê mới rồi đây sếp. Cảm ơn. Cô ấy nói là anh có vài tin không được vui. Steve Lucas là ai vậy? Steve từng là tuần tra viên Texas. Anh ấy từng là đồng đội của tôi cho đến khi tôi bắn anh ta. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi đang truy bắt tội phạm bên ngoài Dallas thì hắn chụp được anh ta. Khi đồng đội bị bắt làm con tin, anh không được hạ vũ khí xuống. Vì như vậy cả hai cũng sẽ cùng bị mất mạng. Nhưng làm sao? Steve bị hắn giữ lấy từ đằng sau. Anh ta tự gọi tên mình để ra hiệu cho tôi là anh ta sẽ tụt xuống, còn tôi sẽ nhân cơ hội đó bắn. Nhưng chắc tên tội phạm nghi ngờ gì đó. Viên đạn của tôi khiến Steve bị liệt từ cổ xuống và phải nằm liệt giường hết 10 năm. Anh ấy mới mất vào tuần trước. Anh ta không bao giờ được ôm lấy vợ con của mình nữa. Có phải vì vậy nên anh mới không cầm súng không? Tôi không đụng vào vũ khí nữa kể từ đó. Nhưng nói lại, tôi không thích bị người ta theo dõi, được chứ? Chào mừng đến thị trấn Horse Cave. I'm gonna
Tôi đi gửi tiền cái đó. Chào nhân viên mới giùm tôi. Nhân viên mới nào chứ? Mấy tên này làm gì ở tận chỗ này vậy? Chắc là đi ăn sáng rồi. Ừ. Cafe Shed đang mở cửa. Cảm ơn nha, Katie. Sao không thấy ông ghé đây hôm Chủ nhật? Tôi biết rồi, xin lỗi. Chỉ là hôm đó tôi thấy không được khỏe trong người. Nghe nói cô đã thuyết giảng một bài rất hay. Không đâu, đâu phải đánh giá một người chỉ qua một bài thuyết giảng kia chứ. Tôi cũng từng trải qua mấy buổi lễ khó nhằn trong đời. Thật vậy sao? Philip, anh là người quản lý chiến dịch của tôi. Nhiệm vụ của anh là kêu gọi người đóng góp. Tôi cần nguồn vốn gấp. Nguồn vốn gấp sao? Để làm cái gì? Chẳng có ai khác sẽ tham gia cái này cả. Nhưng còn tới một tuần nữa mới đóng hồ sơ. Anh lo sợ gì, Jim Dillon? Sợ anh ta nhảy vào phỏng tay trên hay sao? Tôi chẳng sợ gì hết, và nhất là Jim Dillon. Cho tôi ly bia. Xin lỗi ông, nhưng chúng tôi chỉ phục vụ bia sau 5 giờ chiều. Tôi không hỏi có bán hay không. Tôi bảo cô đưa tôi một ly bia. Còn tôi bảo là tôi không phục vụ bia trước 5 giờ chiều. Bỏ ra. Có chuyện gì ở đây vậy? Không có gì hết sĩ quan. Vậy sao? Trông không giống như vậy lắm. Nằm yên đó nhóc. Không thì tôi để quấy cho cậu mấy nhát nữa bây giờ. Còn cậu, đi ra ngoài đi. Em ổn chứ? Chào em, Amanda. Chào Matt. Em khỏe chứ? Em khỏe. Còn anh thì sao? Công việc ổn chứ? Cũng ổn. Hôm nay trời nóng quá. Phải. Trên đường tới đây có nảy sinh ra ý này. Tôi xem có muốn dùng bữa tối với tôi không. Anh chưa có bạn gái à? Không. Tôi từng có nhưng bây giờ thì không. Chia tay cũng đã lâu rồi. Để em suy nghĩ thử. Được thôi. Anh chẳng có cớ gì để bắt tôi cả. Ngồi xuống. Tôi chỉ đang tự vệ thôi.
Tôi cần anh đưa giùm tên này lên trại giam của bang. Tôi tự đi sao? Phải. Còn tôi ở lại đây. Có chuyện gì vậy? Mấy thằng này chạy xe vào thị trấn để làm loạn, nhưng chỉ có một thằng làm trò thôi, thằng còn lại chỉ đứng xem. Chẳng hiểu nữa. Cậu giúp tôi xử lý đi. Đi nào. Anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Cẩn thận cái đầu khi bước vào đó. Quay lại đây trước buổi trưa. Chờ đã, cảnh sát trưởng. Ngài Quý Viên, tôi muốn nói với anh về chuyện trong quán ăn. Tôi có thấy anh núp lùm trong góc. Chỗ cũng an toàn lắm đó. Tôi đang muốn nói đến chuyện anh uống rượu tối qua kìa. Ngoài giờ hành chính rồi. Anh là cảnh sát trưởng thì lúc nào chẳng là giờ hành chính. Anh muốn gì đây? Là thị trưởng, tôi muốn cảnh cáo anh. Thị trưởng giấy. Anh nói cái gì? Anh đã phải thị trưởng đâu. Vì vậy trên tư cách là thị trưởng giấy, tôi cảnh cáo anh. Anh đã bị đưa vào danh sách của cuộc họp hội đồng sắp tới. Chúng ta sẽ bàn về thái độ hành xử của anh vào tối hôm qua và sáng nay. Rất vinh hạnh. Chúc một ngày tốt lành, cảnh sát trưởng. Vâng, tôi sẽ có mặt trong 30 phút nữa. Hắn không làm em đau nữa chứ? Không. Hắn đánh như con gái vậy. Không phải cô gái như em. Em đang nghĩ, hay là một lát nữa anh có thể ghé sang đây, rồi mình đi cưỡi ngựa trước khi trời tối. Dạo này lũ ngựa đang hơi cuồng chân. Mình không thể làm chuyện đó bây giờ luôn sao? Không được đâu. Đến xem nào, có đau hay không. Mạnh mẽ lắm. Đăng ký lắp đặt anten FCC 1230179 điện cao thế. Alo. Alo. Điện thoại của anh có bị ngắt hay không? Có, chẳng có cuộc sống nào cả. Không phải do cầu gì. Anh phải đi kiểm tra mới được. Coi chừng kìa. Chuyện quái gì vậy?
Nè, anh có nghe tôi nói không? Nè, cứ nằm yên ở đó. Anh nghe thấy tôi chứ? Nè, có, tao nghe thấy to và rõ lắm. Thằng khốn, còn mày nghe thấy tao không? Chờ đã, giờ thì cút vào xe mau. Mở lên, mở lên nào. Nhanh cái chân lên, nhích vào trong đi. Đồ khốn. Được rồi, hắn còn cách đây 3 dặm 18. Tính từ điểm tín hiệu 21. Thật luôn đó, nó có nghĩa là gì? Mới chặn xe xong, đã quay lại tuần tra rồi. Hai ba một gọi Robert, gọi 79 phía nam, điểm đến dấu 10 dặm. Chúng ta có 90 phút. Xin chào cô. Có chuyện gì không ổn sao? Vâng thưa cô, lý do tôi chặn xe cô lại là vì cô đã vượt quá giới hạn tốc độ. Tôi cần xem bằng lái, đăng ký và bảo hiểm xe của cô. Được thôi. Làm cái quái gì vậy? Đáng lẽ không được giết bất cứ ai chứ? Cút ra khỏi đây, không là tới lượt mày đó. Được chưa? Thật vinh hạnh khi được diện kiến cảnh sát trưởng. Còn bây giờ thì đưa tao cái điện đàm đi. Đứng hết lên, đứng lên. Giơ tay lên nào. Đừng để tao phải bắn đó. Đi đi, đi đi. Còn bây giờ thì đi ra ngoài cửa, nhanh lên, nhanh lên. Di chuyển mau lên. Nhanh chân lên nào. Đi ra cửa đi. Giơ tay lên.
Vậy đây là nơi họ chuyển ông tới sau khi đã bắn đồng đội của mình sao? Cảnh sát trưởng, nói thật thì tôi cũng khá ngạc nhiên khi mà ông ở đây đó. Tôi tưởng ông lẫn thằng cố đồng đội phải vào tù hay lên trại của bang rồi kia chứ. Đó là thủ tục mà, đúng không, ngài cảnh sát? Anh lại, mọi thứ ở đây chẳng thay đổi gì mấy, vẫn như cũ. Tên của tôi là Diablo, không phải là tên thánh, mà là tên bạn bè và kẻ thù gọi tôi. Tôi nghĩ câu hỏi thích hợp cho ông sẽ là: ông là ai? Sẽ là bạn tôi hay là kẻ thù đi? Anh không nên làm hại bất kỳ ai ở đây đâu. Nếu vậy thì sao? Ông định bắt giữ tôi à? Vì tôi không có ý định vào tù một lần nữa đâu. Chí ít thì cũng phải bắn được tôi đã. Tôi không muốn biết kết quả đâu. Đe dọa hay sao? Nhưng tôi hiểu đó chính là cách thức ông làm việc. Điều kiện đơn giản, kiểu như con chó của Pavlov vậy. Ông thấy bị đe dọa hoặc một vấn đề nào đó, ông sẽ lao vào giải quyết, phải không? Rất tiếc là hình thức đó không còn hiệu quả nữa rồi. Thị trấn này sẽ có một mô hình mới và một cảnh sát trưởng mới. Từ giờ ông làm bất cứ cái gì mà tôi muốn, lúc nào tôi muốn, và ông sẽ được yên thân suốt đời. Hiểu chưa, cảnh sát trưởng? Tao hỏi mày đã hiểu hay chưa? Tôi sẽ phải bắt giữ anh. Tao rất nể mấy thằng tự tin đó. Pyro, thì mở két đi. Tới đây nào cưng, anh yêu. Tao muốn mày đưa tao tới chỗ két sắt. Tôi không thể. Nghe nè con khốn, nghe tao đi. Nếu mày dám lừa tao bất cứ điều gì, tao sẽ nổi nóng lên đó, có hiểu chưa? Và cả ngày hôm nay của mày, nói tóm lại, mày sẽ chẳng có ngày nào nữa cả. Cái két, nó được cài khóa theo thời gian. Tôi có muốn cũng không thể nào mở được. Mở được vào buổi trưa. Chỉ còn còn 2 phút nữa. Tiện quá, biết lịch rồi hả? Cùng đi dạo một chút nào. Mở nó ra. Nhanh lên. Nghe đi, nếu mày định giở trò gì với tao, tao sẽ bắn nát thận của mày đó. Anh không cần phải lo. Tao đâu phải đứa cần phải lo đâu chứ. Nhanh lên. Mở được rồi. Mở được rồi. Tránh ra. Ngồi xuống đi. Trả con điếm lại cho mày đó, cảnh sát. Tôi xin lỗi. Giờ không phải là lúc để thấy có lỗi đâu. Nhốt chúng vào nhà thờ. Đưa tất cả bọn chúng đi. Đi nào, nhanh chân lên. Tránh xa cái chỗ nhà thờ ra. Katie Reno, cô đã lớn hẳn lên rồi đó. Đi nhanh lên. Tôi có quen anh hay không?
Không hẳn. Tôi quen biết bố của cô. Hơi bị kinh khủng so với cái gu của tôi, nhưng tính chất công việc mà. Giờ tôi biết chắc là cô đã quay về đây và phải gồng gánh cái thị trấn này. Cuối cùng anh muốn gì? Cứ coi như tôi là đứa con quan quay về để đòi khoản nợ của mình đi, rồi sẽ để chúng tôi yên, có phải không? Chưa đâu. Ở đây còn gì để ăn cướp nữa đâu chứ. Nó sẽ có trong 28 phút nữa. Đó là một chiếc xe tải thiết giáp, dấu hiệu đầu tiên của rắc rối đó. Họ sẽ gọi cảnh sát bang. Cùng chờ xem nào. Nhốt chúng vào két đi. Chào Candy, cô ổn chứ? Tôi đuối muốn chết đây nè. Tôi thấy cô rất tuyệt vời. Tôi ghét ngày đi làm lắm. Chẳng có ai bo cả. Hay là tôi mời cô đi ăn? Anh không bao giờ chịu từ bỏ hết, đúng không? Anh đã mời tôi bao nhiêu lần rồi? Khoảng 18 lần rồi. Ca của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng nay rồi. Hay là đi ăn xế nào? Nó kiểu như là ăn sáng muộn vậy, nhưng mà ở đây là ăn giữa bữa trưa và bữa tối. Đi nào. Được rồi. Nhưng anh hứa phải chở tôi về nhà sớm đó. Sớm kiểu 7 giờ tối đó. Được rồi, hẹn cô 2 giờ chiều. Lần này được bao nhiêu? 15 triệu 432 ngàn 322 đô. Chừng này tiền thì mua được cả đống bánh taco luôn, có phải không? Thôi kiểu phân biệt chủng tộc đi. Nhưng mà đúng là tôi có thể mua được cả túi taco luôn đó. Được rồi, đi thôi nào. Tôi phải về trước 2 giờ đi. Kiểm tra liên lạc hết. Alpha 1 kiểm tra liên lạc hết. Đã nhận được tín hiệu. Chúng tôi đang di chuyển. Hãy cẩn thận. Cẩn thận đó. Mất. Nè, cô kia. Nè, chó điên. Yểm trợ cho tao. Ra khỏi xe mau. Mở lên. Nè, đứng im đó. Nè. Nè. Tao sẽ bắn tung sọ mày ra khắp đường đó. Mày có nghe không? Đừng có giỡn mặt với tao. Tao sẽ bắn nó ngay đó. Mau lộ diện với tay đặt lên đầu mau. Và dứt bỏ vũ khí xuống ngay. 10 9. Hãy thử lại xem nào. Thử lại một lần nữa xem.
Mày nghe thấy không hả, cảnh sát trưởng? Mày và thằng tân binh quen của mày, đồ khốn. Chúng ta cần cứu viện mới được. Chắc chắn rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ có cậu và tôi mà thôi. Tám, bảy, sáu, năm. Dừng lại ngay. Dừng lại ngay. Cô ấy là vợ của tao. Để cô ấy đi. Ôi không, Martin, anh ấy làm cái quái gì vậy? Anh ta đầu hàng rồi. Khác nào tự sát chứ. Làm ơn, làm ơn đi. Ồ, không được rồi. Thỉ thiệt, làm ơn. Mày là vợ nó hả? Phải. Vậy sao? Ôi không. Tên cảnh sát kia. Năm. Bốn. Mẹ. Ba. Hai. Một. Được rồi. Spider, đi. Đi. Spider. 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 Cứ chạy tiếp đi. Chim đang làm cái quái gì ngoài kia vậy hả? Tìm cách cứu chúng ta. Vậy thì anh ta đang không làm tốt lắm đâu. Sau khi vụ này xong xuôi, hội đồng sẽ xem xét lại hợp đồng của Chim. Thật sao? Anh có thấy bây giờ không đúng lúc hay không? Ít nhất phải để cho mọi thứ yên ổn cái đã, rồi mới bàn tới âm mưu sa thải Chim của anh. Đây không phải là quyết định sa thải Chim, mà là quyết định điều tốt nhất cho thị trấn. Im như thốc. Không, Roger, không phải. Đó là chuyện giữa anh và tôi. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta đang làm gì vậy? Nghe đi, tôi cần cậu chạy ra đường cao tốc và ngăn chặn chiếc xe thiết giáp đó lại. Được chứ? Còn anh thì sao? Cầm lấy. Tôi sẽ ở lại đây. Đi đi, cứ làm theo tôi nói.
Nhanh lên, nhanh lên bác tài ơi. Jim, là Matt đi. Anh nghe thấy tôi chứ? Tôi biết là ai rồi Matt. Tôi thấy có chiếc xe tuần tra đang đậu ở trên đường. Để tôi liên lạc với anh ta xem có thể gọi cứu viện giúp chúng ta hay không. Không được, bọn băng đảng đã kiểm soát được tần suất tuần tra rồi. Cậu hãy thử bảo anh ta quay về đồn, dẫn cứu viện về đây cho ta có được hay không? Nhưng như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta phải làm gì trong khi chờ đợi đi? Giữ lấy mạng là được. Nè, sắp tới chỗ trẻ rồi, thức dậy đi. Có chuyện gì vậy? Sao đi chậm vậy? Có xe tuần tra phía trước. Tai nạn hay sao? Hình như không phải. Miễn sao tôi không bị trễ là được rồi. Có vấn đề gì vậy? Rò rỉ khí ga thôi. Vậy chúng tôi vào được chứ? Được rồi, dọn dẹp xong cả rồi, không sao đâu. Ông chắc chứ? Không muốn bị nổ banh xác được. Sẽ ổn thôi, đừng có lo. Được rồi. Jim, họ qua được xe tuần tra rồi. Cái xe tải thiết giáp đó đang đi đến đây. Tôi chạy về chỗ anh đi. Được rồi. Còn phải nhìn mặt cái thằng cận quyết đó. Trông như thể bố mẹ nó vừa là anh em vừa là họ hàng một đời vậy. Nè, nếu mà nhà nước đang tuyển chọn bọn cận quyết thì anh thử nộp đơn xin vào làm đi. Vui quá chứ. Anh em bình tĩnh nào.
Nè, hãy nhìn xem đi. Mọi người đi đâu hết cả rồi? Chắc là do vụ xì ca. Hay là mình quay về chỗ xe tải phụ xem sao? Vậy là phải đi lại 32 dặm nữa. Không về kịp 2 giờ mất. Được rồi chàng trai, yên tâm đi. Ta sẽ về vừa kịp cho cậu đi hẹn hò. Họ tới rồi đó. Hay cậu chạy vào trước kiểm tra xem mọi thứ có ổn hay không? Chắc là họ đóng cửa do vụ rò ga rồi. Nè, anh có nghĩ có chuyện gì bất thường không? Cho cả thị trấn à? Tôi chỉ nói thế thôi. Khi nào mới tới lượt của tôi? Nếu mà họ đóng cửa thật thì phải làm sao? Tôi chẳng biết nữa. Nhưng có vẻ có gì đó mờ ám ở đây. Nè, đến hơi trễ đó. Bình tĩnh nào, cao bồi. Lopez, mới có kẻ nào bắn vào xe kìa. Chia ra. Nguy cấp, nguy cấp, nguy cấp. Nguy cấp, chúng ta đang... Đừng để tao bắn thằng bạn của mày. Tao không có nhiều thời gian đâu. Nè anh bạn, chúng tôi chỉ đang làm việc mà thôi. Ai ở đây cũng đang đi làm cả. Giờ thì mở cửa ra nào. Không được. Không mà. Chúng vừa giết đồng nghiệp của tôi rồi. Có nghe không? Nguy cấp, nguy cấp. Mở ra. Nè, nè, nè. Nè. Không có ai nghe được đâu. Phát bắn khi nãy đã phá hỏng anten của mày rồi. Chúng tôi có quy trình cả rồi. Nếu tôi không gọi sau 10 phút. Không, không.
60 phút. Ta đã đọc hết bản quy trình của mày rồi. Nếu 60 phút sau lần cuối kết nối mà điều phối viên không liên lạc được với mày, thì nó sẽ gọi lại cho cảnh sát địa phương. Là 60 phút. Nhưng mày nghĩ tao sẽ để mày ngồi đó suốt cả tiếng hay sao? Mày đang ở thế tiến thoái lưỡng nan đó. Trong hai cái tồi tệ, bắt buộc phải chọn một cái đỡ hơn thôi. Lựa chọn thứ nhất đó là mày mở cửa ra và mày sẽ được sống suốt đời với cái thất bại này của mày. Lựa chọn thứ hai, mày không mở cửa thì mày sẽ được chết vinh quang. Jim, anh đâu rồi? Tôi vừa ra khỏi nhà. Tôi đang ở cạnh tiệm bán thức ăn. Hình như tôi vừa nhìn thấy một tên cầm súng ngắm trên lầu. Để tôi xông vào kiểm tra xem. Rõ. Xui cho mày là tao không có rảnh cả ngày, nên mày phải chọn ngay đi. Tao biết giờ mày đang đắn đo, cân nhắc thử xem. Còn lựa chọn thứ ba nữa không? Nhưng không có đâu. Sẽ có sự lựa chọn. Mày có hiểu tao nói gì hay không? Không còn lựa chọn khác đâu đồ khốn. Xong rồi sếp. Mày nghe chưa? Quá trễ rồi. Làm đi. Lần này được nhiều đó. Chở điên bắt đầu đi. Pyro, châm lửa đi. Dân thưa sếp. Mà Pyro châm lửa gì vậy? Không phải hỏi sao? Đâu để nó thoát dễ như vậy? Mình đã bị lộ mặt rồi mà. Vậy thì có làm sao đâu. Kiểu gì mình cũng ra khỏi biên giới trong vòng 12 tiếng kia mà. Đáng lẽ không được có thương vong mới phải chứ. Chẳng bao giờ nên có thương vong. Nó chỉ đơn giản là như vậy. Anh định giết tất cả sao? Thế sao không dắt súng tới tận từng nhà rồi xả một lượt cho nhanh? Giống như những gì mày đã làm ở Iraq đó hả? Hả? Đừng có tỏ ra là mình vô tội. Đó là chiến tranh. Đây cũng là chiến tranh. Thằng khốn. Được rồi. Có xử nó luôn không? Không cần đâu. Để từ từ nó tỉnh.
mọi chuyện sẽ ổn thôi. Shane biết được. Jim và Matt đang đơn độc ngoài kia. Nhìn chúng ta xem. Đi với tao. Jim, where are you? Anh đâu rồi? Jim, là Matt đi. Anh đang ở đâu? Matt, cậu đang ở đâu vậy? Trên lầu tìm thức ăn gia súc. Tôi vừa hạ được một tên, lấy được súng của hắn rồi. Là súng trường có nòng ngắm. Tốt rồi, cứ ở trên cao đi. Biết đâu lại tận dụng được cây súng đó. Cảnh sát trưởng, giữ nguyên vị trí. Khỉ thiệt. Mày, cô nàng truyền giáo lại đây. Không được đụng vào cô ấy, im đi. Sếp, chúng đang giữ Cathy. Hãy cứ ở nguyên đó, Matt. Sếp. Sếp à. Nè cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng, tao có người ở đây. Tao muốn mày ra đầu hàng. Mày muốn nó đầu hàng mà, có đúng vậy không? Hả? Tao không thích giỡn mặt đâu. Sếp, tôi không thể ngắm thẳng hắn ta được. Matt, ngồi xuống đi. Đàn em của tao sẽ cho nó một viên đạn ngay vào mặt đó. Nè tên kia. Mày và đồng nghiệp của mày sắp hết thời gian rồi. Cảnh sát trưởng. Được rồi. Vậy là đủ rồi nha cảnh sát trưởng. Bắn nó đi. Dừng lại.
Ngoan đó anh bạn ơi, đừng làm đau cô ấy. Chết tiệt. Nè nè nè, không được không được, quay lại đi. Quay lại bao. Tao ghét nơi này lắm rồi. Mày hiểu không hả? Có điên lại đây. Lên đó kiểm tra đi. Dân thưa sếp. Tao sẽ tóm được mày thằng khốn. Tao sẽ tóm được mày thôi. Qua đây, đưa nó vào trong. Matt. Matt. Kiếm cho tao cái xe tải khác. Đừng có làm ồn. Đi thôi. Phải rồi. Chúng ta phải tóm được thằng khốn đó. Không, thôi nào. Chúng ta đã đạt được mục đích chính của vụ này rồi. Phải không? Chúng ta nên đi luôn thôi, người anh em. Cái này nghĩa là gì? Hả? Cái này nghĩa là gì? Không tha thứ. Phải. Không tha thứ. Được thôi. Vào đi. Tại sao các người tới đây? Diablo sinh ra ở đây. Bố anh ta từng làm việc trong mỏ cho đến khi nơi đó đóng cửa. Và ông ấy sa vào rượu chè cho tới chết. Ông ấy căm hận thị trấn này. Nghe hắn nói cậu là lính thủy hay sao? Cũ rồi. Làm gì có thứ như thế? Sao anh biết?
Tôi từng là trinh sát thủy quân, luôn trung thành. Cậu nên cảm thấy xấu hổ về bản thân đi. Có chứ. Mẹ, ông già tôi có cái điện đàm, là loại cũ thôi. Nó vẫn còn trong phòng làm việc cô Mỹ. Nhưng ta đâu thể gọi đến cảnh sát bang được chứ. Đâu cần, chỉ cần một kẻ dùng điện đàm hạng cùi là được. Được rồi, tôi đi đi. Mẹ, đến đây đi, cậu có nghe tôi không vậy? Cậu sao rồi? Súng loại nào gì? 0311 bắn tỉa. Cậu từng có một lời thề. Lời thề kết nghĩa anh em, ràng buộc với danh dự, sự trung thành và xương máu. Vẫn còn nhớ chứ? Tôi nhớ. Tôi cho cậu lựa chọn đó anh lính. Trong đây còn có một viên đạn. Nhưng mà nhắc lại luôn là kiểu gì cậu cũng sẽ bị bắt giữ. Vâng thưa sếp. Có ai không? Có ai không? Đây là phó cảnh sát Matt Reynolds của Horse K. Nghe rõ không? Có ai không? Có ai không? Đây là phó cảnh sát Matt Reynolds của Horse K. Nghe rõ không? Đây là AQI 709 ở Columbus. Tôi có thể giúp gì cho anh? Columbus, chúng tôi cần anh giúp. Ở đây có một băng nhóm có vũ trang. Xin gửi cứu viện. Anh có nghe rõ không? Lên đi. Lùi lại. Đi đâu vậy hả anh cảnh sát? Mày không chạy được đâu.
cảnh sát trưởng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào, chú ơi. Diablo, chúng ta phải đi thôi. Nhanh nào Diablo, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta ổn mà, chỉ còn lại có vài tên thôi. Nè, cảnh sát bay đang xuống đó. Sao mày biết chứ? Tao réo đậy trên điện đàm rồi. Đi thôi. Được rồi. Chrissy. Chrissy.
chết tiệt. Anh ổn chứ? Ừ, không sao thật chứ? Anh nghĩ chỉ còn một tên nên sẽ dễ nhân kẹo thôi. Để đề phòng thì đây là của bố em. Em tính trước hết rồi có đúng vậy không? Anh phải đi đây, em nhớ phải cẩn thận đó. Xem ra ông cũng lên tay rồi hả? Ông nghĩ ai sẽ hạnh phúc nhất khi bị giữ làm con tin? Thằng cấp dưới của ông đó. Anh thích giết người vô tội lắm à? Không đâu, chuyện đó khiến tôi đau khổ lắm. Ông thì sao? Tôi tận hưởng chuyện thực thi công lý với những kẻ nào xứng đáng. Cho nên bây giờ ông sẽ bắn một kẻ không vũ khí ở cự ly gần hay sao? Công lý đây hay sao? Chắc vậy.
Chào ngài thị trưởng. Chào Linda. Chào Jerry. Chào anh thị trưởng. Chào quý cô. Buổi sáng như mọi khi hả? Dưới xưa. Đâu cần phải thay đổi một thứ vẫn còn tốt chứ. Vậy thì tối nay đi cưỡi ngựa nào? Mấy con ngựa lại bị cuồng chân hay sao? Chắc vậy đó.